Chúa ở cùng anh chị em. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ với người tiên đưa trái. Lập tức hai ông bỏ chạy lưới mà theo người. Đi một quãng đường, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha và ông Zebedê bán lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, chỉ bỏ cha lại và theo người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi con lời khen Chúa. Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như đưa ra. Lập tức hai ông bỏ chạy lưới mà theo người. Thì thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mình tin thánh Andre là một trong những vị tông đồ đầu tiên được Chúa chọn. Nói về cuộc đời của thánh nhân, người ta nhấn mạnh đến hai điểm. Thứ nhất là cái tinh thần sẵn sàng, và thứ hai là cái vai trò cầu nối của Ngài ở trong cuộc đời tông đồ và quốc tế. Các sách tin mừng có những cách tường thuật về cái việc mà các tông đồ, đặc biệt là thánh Andre theo Chúa có vẻ khác nhau. Trong tin mừng của Gioan nói rằng Andre là một trong những môn đệ của ông Gioan Tẩy Cả, và một ngày đó chính Gioan Tẩy Cả đã giới thiệu cho các môn đệ của mình chiên Thiên Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Và lúc này có lẽ cũng cảm nhận được những việc mà Chúa Giêsu đã làm ở trong cuộc đời của mình, cho nên Andre và một môn đệ nữa đã đến để hỏi, để xin Chúa Giêsu: thưa thầy, thầy ở đâu? Chúng nói hãy đến mà xem. Và các ông ở lại với Chúa trong một ngày để cùng được học hỏi, cùng được giải đi. Và ngày hôm nay ở trong bài tin mừng của thánh Matthew lại một tường thuật khác về việc chọn đưa môn đệ tông đồ, mà trong đó có cả thánh Andre nữa. Chúa Giêsu đi dọc theo biển hồ và Ngài thấy hai cặp anh em đang nằm để chạy lưới. Ngài hứa với họ là Ngài sẽ dùng họ, Ngài sẽ cho họ trở thành không phải là lưới cá nữa, mà là lưới người, những kẻ bắt lưới cá đưa về cho Chúa. Nghe cái lời đó, tất cả đều theo Chúa. Và trước đó thì ở trong tin mừng Gioan có tường thuật câu chuyện về phép lạ ở lại tiệc cưới Cana. Người ta nói rằng qua cái vấn đề chú dạy thì thánh Andre đã cảm nhận được một cái gì đó rất tiên thiên ở trong con người của Chúa Giêsu qua việc phép lạ đầu tiên được làm ở tại Cana, biến nước thành rượu, ông đã cảm phục. Và một lần nữa ở bên một cái bờ biển, nơi mà Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bệnh ra nhiều, cùng chính Andre, một người cảm nghiệm và đã mang dài, biết rằng mình không làm được, nhưng mà ông đã giới thiệu cho Chúa là có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và chính cái lời giới thiệu này cũng chính cái sự kiện ngày này mà ông đã như là một phần đóng góp vào cái việc Chúa hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 để ăn. Trước đó Chúa có nói với các ông, anh em phải nuôi họ, anh em phải cho họ ăn.
có lẽ cũng vì lo lắng, có lẽ cũng vì cái lời nhắc nhở của Giêsu mà thầy Andre đã không dừng chân trước những cái lời mời gọi đó. Ông đã thấy và ông đã giới thiệu cho Chúa hỏi em nhỏ đã có sự chuẩn bị, đã có sự sẵn sàng để rồi qua cái việc chuẩn bị này, qua cái việc giới thiệu này, Chúa đã làm thêm bạn. Và ông tất cả mọi cái nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu và đã nghe, cho nên ông đã bước theo Chúa một cách sẵn sàng, bỏ tất cả, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ mọi sự để bước theo thầy chi thánh, để bước theo con đường mà Ngài đã chọn. Điều thứ hai là giới thiệu người khác cho Chúa. Sau khi đã đón nhận được, biết rằng Chúa Giêsu chính là sự cứu độ trần gian qua lời giới thiệu của thầy mình, ông đã bỏ thầy để theo Chúa. Và sau khi đã được học hỏi ở nơi Ngài thì ông về, ông nói với người em của mình: tôi đã gặp Đấng Mêsia, tôi đã gặp Đấng Mêsia, và dẫn con Phêrô đến với Chúa để rồi được Chúa cho. Cuối cùng thánh Phêrô đã tốc độ cải, không canh tì, không nghe nghe, nhưng sẵn sàng để rồi giới thiệu những người chưa biết Chúa trong chính Chúa, và trong họ có thể nhận ra được Chúa ở trong cuộc đời của họ. Một vài lần ở trong Kinh Thánh có tường thuật lại câu chuyện này, chính thánh Andre tông đồ đã trở thành cầu nối, đã trở thành người giới thiệu người khác cho Chúa và Chúa cho họ. Qua hai cái điều này của thánh Andre tông đồ, có lẽ cũng là một cái suy nghĩ trong cuộc đời của con đường của chúng ta. Dầu muốn dầu không, khi chúng ta trở thành người Kitô hữu, chúng ta cũng đã sẵn sàng để trở thành người môn đệ, người tông đồ của Chúa. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cái niềm tin của mình? Có bao giờ chúng ta đọc tin mừng như bài học một thư của thánh Phaolô tông đồ nói qua tin hữu thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Roma? Đọc tin mừng, công bố lời Chúa, công bố cuộc đời của Đức Giêsu trong mọi người khác bằng chính đời sống của mình, và nhận biết Chúa, đồng thời cùng trở thành một người như thầy loan báo tin mừng, trở thành một người dạng đem người khác để đến cho Chúa và giới thiệu Chúa cho họ hay chưa? Đây là một câu hỏi mà mọi người chúng ta trong tư cách, trong vai trò là người tông đồ, là người môn đệ của Chúa phải thực hiện ở trong đời sống của mình. Xin Chúa qua lời truyền cầu của thánh Andre cho chúng con cũng biết trở thành những người tông đồ nhiệt thành, trở thành những người dám làm chứng cho Chúa, trở thành những người dám giới thiệu Chúa cho người khác và người khác cho Chúa, để có thể có nhiều người nhận biết Chúa. Amen.